Cặp đôi trở thành vợ chồng nhờ nhân duyên đặc biệt. Bethany Ryan và Andrew John, Australia, từng học cùng trường mầm non và trung học, nhưng gần 30 năm sau họ mới chính thức biết nhau. Cả hai làm quen qua ứng dụng hẹn hò. Bethany Ann Ryan, 33 tuổi, và Andrew Robin John, 32 tuổi, đều lớn lên ở West Pennant Hill, ngoại ô Sydney, Australia. Ryan là giám đốc quan hệ khách hàng tại công ty quảng cáo. John từng là thợ điện, sau đó anh mở công ty riêng. Cả hai hiện sống cùng nhau ở Sydney. Ryan và John đã trải qua gần 3 thập kỷ mà không hề gặp nhau. Đến khi hẹn hò, hai người mới nhận ra mối nhân duyên từ quá khứ, theo The New York Times. Tháng 11 năm 2018, một tuần trước khi Ryan, khi đó, ở độ tuổi gần 30, chuẩn bị rời khỏi nơi cô lớn lên để đến thành phố Sydney nhộn nhịp. Trong lúc nghỉ ngơi chờ xe vận chuyển, Ryan vô tình mở ứng dụng hẹn hò. Ngày buổi chiều hôm đó, ứng dụng thông báo Ryan và John được kết nối. Hai người bắt đầu nhắn tin trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Sau 2 tháng trò chuyện, họ gặp nhau ở trung tâm thành phố, gần nơi ở mới của Ryan. Qua những buổi hẹn hò, cả hai phát hiện có nhiều điểm chung từ việc chọn địa điểm ăn uống đến những nơi vui chơi giải trí. Cặp đôi gắn kết hơn nhờ tình yêu chung với ẩm thực, nhất là món bánh bao hấp. Ryan và John đều say mê những khu phố ở Sydney và thích đến nơi có nhiều cây cối ngoài bờ biển. Sau 3 tháng, Ryan cho John xem những bức ảnh thời thơ ấu của cô. Khi thấy ảnh Ryan trước lớp học mầm non, John lập tức nhận ra ngôi trường. Anh là học sinh niên khóa 1994 đến 1995, còn cô học trước anh 1 năm. Anh hỏi đó có phải trường mẫu giáo Vino không? Thật kỳ diệu. Chúng tôi từng học chung trường nhưng không biết nhau, không gặp nhau trong gần 30 năm, John chia sẻ. Điều đặc biệt hơn là hai người được sinh ra cùng bệnh viện. Họ học cùng trường mầm non và trung học, từng tham dự các bữa tiệc chung của trường. Vào tháng 4, 2019, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ. Khi dịch COVID-19 bùng phát, cả hai dọn về ở chung. John chuẩn bị ý tưởng cho buổi cầu hôn và tự tay làm nhẫn. Vì cả hai đều yêu thích những hoạt động ngoài trời, John quyết định mời Ryan đi cắm trại. Sau đó, anh cầu hôn cô trong bữa tiệc trà lãng mạn. Ryan đồng ý và hai người cùng lên kế hoạch cho đám cưới. Ngày 22 tháng 4 năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới tại khu sinh thái Burslands, Sydney. Ryan chọn cho mình chiếc váy cưới màu đỏ vì đây là màu sắc cô yêu thích. Sau lễ cưới, các vị khách tập trung dưới chiếc lều lớn để gửi những lời chúc phúc tới cặp đôi. Buổi lễ nhanh chóng trở thành bữa tiệc khiêu vũ, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Ryan cho biết, đêm đó tôi và John thức đến 5 giờ sáng. Vợ chồng tôi là những người tàn tiệc cuối cùng. Tháng 4 là tháng của chúng tôi. Đó là khi cả hai công khai mối quan hệ, đính hôn và kết hôn, cô chia sẻ thêm.